Samuel nhất chương 4. Thế là tiếng đồn về Samuel loan truyền khắp Israel. Heli đã già lắm, còn các con trai của ông vẫn tiếp tục làm những việc xấu xa trước mặt Chúa. Dân Philippines cướp rương giao ước. Lúc đó dân Israel ra tiến đánh dân Philippines. Quân Israel đóng trại ở Eben-Ezer, còn quân Philippines đóng quân ở Aphek. Quân Philippines kéo ra đánh nhau với quân Israel. Khi cuộc chiến mở rộng, quân Philippines đánh bại quân Israel, giết khoảng 4.000 chiến sĩ ngay mặt trận. Khi một số quân Israel trở về trại, các bô lão hỏi: "Tại sao Chúa để bọn Philippines đánh thắng chúng ta? Hãy mang rương giao ước từ Silo đến đây và mang rương ra mặt trận với chúng ta. Thượng đế sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù." Vậy họ sai người đến Silo mang rương giao ước với Chúa toàn năng ngự giữa hai con thú có cánh bằng vàng. Hophni và Phinea, hai con trai Heli, cũng có mặt ở đó với rương. Khi rương giao ước của Chúa vào trại quân, toàn dân Israel la lớn vì vui mừng đến nỗi rung chuyển đất. Khi quân Philippines nghe tiếng reo hò của người Israel liền hỏi nhau: "Tiếng ồn ào huyên náo trong trại quân Hebezer là gì vậy?" Rồi họ khám phá ra rằng rương giao ước của Chúa đã vào trong trại quân Hebezer. Họ vô cùng hoảng sợ bảo nhau: "Các thần đã đến trong trại quân Hebezer, khốn cho chúng ta rồi. Trước đây chưa bao giờ có chuyện này, chúng ta nguy rồi. Ai có thể giải cứu chúng ta khỏi các thần hùng mạnh đó? Chính các thần này đã làm hại dân Ai Cập bằng đủ thứ thảm họa trong sa mạc. Hỡi quân Philippines, hãy can đảm lên, hãy anh dũng chiến đấu. Trước kia chúng là nô lệ cho các ngươi. Hãy anh dũng chiến đấu, nếu không chúng ta sẽ làm nô lệ cho chúng nó." Vậy quân Philippines chiến đấu hăng say và đánh bại quân Israel. Mỗi người Israel đều chạy trốn về nhà mình. Đó là một thảm bại lớn cho Israel vì 30.000 chiến sĩ Israel bị giết. Rương giao ước của Thượng Đế bị quân Philippines cướp. Hophni và Phinea, hai con Heli, cũng bị giết. Ngày hôm đó, có một người từ chi tộc Benjamin chạy từ mặt trận về. Người xé áo quần và phủ bụi trên đầu để tỏ nỗi buồn thảm. Khi đến Silo thì anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Heli đang ngồi bên đường. Ông đang ngồi trên ghế trông ngóng vì rất lo lắng cho rương giao ước của Thượng Đế. Khi người Benjamin vào Silo, anh ta liền báo tin chẳng lành, rồi toàn dân trong thành òa khóc thảm thiết. Heli nghe tiếng khóc liền hỏi: "Việc gì mà ồn ào thế?" Người Benjamin chạy đến thuật lại cho Heli nghe mọi việc. Lúc đó Heli đã 98 tuổi và mù lòa. Người Benjamin thuật: "Tôi từ mặt trận về, tôi chạy suốt ngày nay." Heli hỏi: "Chuyện gì vậy con?" Người Benjamin đáp: "Dân Israel chạy trốn trước mặt quân Philippines và đạo quân Israel bị mất nhiều chiến sĩ lắm. Hai con trai ông đều chết, còn quân Philippines đã cướp rương giao ước của Thượng Đế." Khi anh ta nói đến rương giao ước của Thượng Đế, thì Heli ngã ngửa ra trên ghế, té xuống gãy cổ chết vì ông vừa già vừa mập. Ông lãnh đạo dân Israel trong 40 năm, vinh hiển không còn. Con dâu của Heli, tức vợ của Phinea, đang mang thai sắp sanh. Khi cô nghe rương giao ước của Thượng Đế đã bị cướp mất và Heli, cha chồng cùng Phinea chồng mình đã chết, thì nàng khòm xuống và sinh con vì nàng đau bụng đẻ quá sức. Đứa bé rất khó sinh. Khi nàng đang hấp hối thì các người đàn bà giúp nàng sinh trấn an.
đừng lo, chị sinh con trai. Nhưng nàng chẳng trả lời hay để ý. Nàng đặt tên cho đứa bé là Ichabod vì nàng bảo, vinh hiển của Israel đã mất rồi. Nàng nói vậy vì rương giao ước của Thượng Đế đã bị cướp mất và cha chồng cùng chồng nàng đã chết. Nàng bảo, vinh quang của Israel không còn vì rương giao ước của Thượng Đế đã bị cướp mất rồi. Samuel nhất chương 5. Dân Philippines gặp khốn đốn vì rương giao ước. Sau khi quân Philippines chiếm rương giao ước của Thượng Đế, thì họ mang rương từ Ebenezer về Ashdod. Chúng mang vào trong đền thờ Dagon và đặt rương kế bên Dagon. Sáng sớm hôm sau, khi dân Ashdod thức dậy thì sửng sốt vì thấy Dagon ngã nằm sấp mặt xuống đất trước rương giao ước của Chúa. Chúng đặt Dagon lại chỗ cũ. Sáng hôm sau nữa khi thức dậy, chúng lại sửng sốt khi thấy Dagon té nằm úp mặt xuống đất trước rương giao ước của Chúa. Đầu và tay rơi ra nằm trên ngạch cửa, chỉ còn thân là nguyên vẹn. Cho nên đến ngày nay, các thầy tế lễ Dagon khi vào đền thờ ở Ashdod không khi nào bước qua ngạch cửa. Chúa ra tay hành hại dân Ashdod và các dân láng giềng. Ngài khiến họ mắc bệnh phù thủng trên da. Ngài cũng sai chuột đến với họ. Chuột chạy khắp trên thuyền bè và tràn trên đất họ. Dân cư trong thành vô cùng sợ hãi. Khi dân Ashdod thấy vậy liền bảo, rương của Thượng Đế của Israel không thể nào ở với chúng ta được. Thượng Đế đang trừng phạt chúng ta và Dagon, thần của chúng ta. Dân Ashdod gọi tất cả năm vua Philippines lại hỏi, chúng ta phải làm sao về rương của Thượng Đế Israel? Họ trả lời, hãy đưa rương của Thượng Đế Israel về Gát. Vậy dân Philippines chuyển rương đó đến Gát. Nhưng khi chúng đưa rương đến Gát thì dân ở đó hoảng sợ. Chúa cũng hành hại dân cư thành Gát. Già trẻ đều bị bệnh phù thủng trên da. Thế là dân Philippines đưa rương của Thượng Đế đến Ekron. Nhưng khi đến Ekron thì dân cư ở đó la lên, sao các anh mang rương của Thượng Đế Israel vào thành chúng tôi? Các anh muốn giết chúng tôi và dân cư chúng tôi hay sao? Cho nên họ gọi tất cả các vua Philippines lại bảo, hãy gửi trả ngay rương của Thượng Đế Israel về nơi cũ. Nếu không, nó sẽ giết chúng ta và dân cư chúng ta. Toàn thể dân thành đều bị hành hại vì Thượng Đế ra tay. Những ai không bị chết thì bị phù thủng trên da. Cho nên dân chúng Ekron kêu la thấu đến trời. Samuel nhất chương 6. Trả rương giao ước về. Dân Philippines giữ rương của Thượng Đế trong xứ mình 7 tháng. Rồi chúng triệu tập các thầy tế lễ và thuật sĩ lại hỏi, chúng ta phải làm sao về rương của Thượng Đế đây? Hãy cho chúng tôi biết phải gửi về cách nào. Các thầy tế lễ và thuật sĩ đáp, khi các anh gửi trả rương giao ước của Thượng Đế Israel về thì đừng trả không. Các anh phải kèm theo một của lễ chuộc lỗi. Nếu sau đó các anh được lành thì sẽ biết ngay rằng rương đó đã gây khốn đốn cho các anh. Các anh phải làm như thế để Thượng Đế thôi trừng phạt các anh. Người Philippines hỏi, của lễ chuộc lỗi dâng cho Thượng Đế của Israel như thế nào? Họ đáp, phải làm 5 mẫu bằng vàng theo như hình phù thủng trên da các ngươi và 5 con chuột cống bằng vàng. Các mẫu đó sẽ tiêu biểu cho 5 vua Philippines vì các bệnh tật đó hành hại các ngươi và vua các ngươi. Hãy làm các mẫu phù thủng và mẫu chuột cống đang phán hại xứ các ngươi và hãy tôn kính Thượng Đế của Israel. May ra Ngài sẽ không hành hại các ngươi, thần các ngươi và xứ các ngươi. Đừng ngoan cố như vua và dân chúng Ai Cập. Sau khi Thượng Đế sỉ nhục họ thì họ mới chịu để dân Israel đi.
Vì thế các ngươi phải đóng một xe kéo mới, dùng hai con bò cái mới sinh con. Hai con bò cái này phải chưa hề mang ách, móc hai con bò vào xe, mang các con bò con về nhà xa mẹ chúng. Đừng để chúng đi theo mẹ chúng. Rồi đặt rương giao ước của Chúa lên xe cùng với các mẫu vàng để làm của lễ chuộc lỗi trong một cái hộp cạnh rương. Rồi thả cho xe đi. Phải trông chừng cái xe. Nếu nó đi về hướng Bết-Sê-mết trên đất Israel, thì đúng là Chúa đã mang bệnh tật khủng khiếp này đến cho chúng ta. Nếu không phải thì chúng ta sẽ biết rằng Thượng Đế của Israel không có phạt chúng ta, bệnh tật này chỉ ngẫu nhiên xảy đến thôi. Người Philippines làm theo điều các thầy tế lễ và thuật sĩ dặn. Chúng bắt hai con bò cái vừa mới sinh con, mắc vào xe nhưng giữ lại hai con bò con. Chúng đặt rương của Chúa và hộp đựng các con chuột cống và mẫu bệnh phù thủng bằng vàng lên xe. Rồi hai con bò đi thẳng về hướng Bết-Sê-mết. Chúng đi trên đường, vừa đi vừa rống, không quay bên phải hay bên trái. Các vua Philippines đi theo các con bò cho đến tận ranh giới Bết-Sê-mết. Lúc đó dân Bết-Sê-mết đang gặt lúa mì trong thung lũng. Khi nhìn lên thấy rương của Chúa, họ vô cùng mừng rỡ. Chiếc xe bò đi đến ruộng của Giô-suê ở Bết-Sê-mết và dừng gần một tảng đá lớn. Dân chúng Bết-Sê-mết chặt gỗ của xe bò ra làm củi, rồi dâng hai con bò cái làm của lễ thiêu cho Chúa. Người Lê-vi khiêng rương của Chúa và hộp đựng các mẫu bằng vàng, rồi đặt cả hai lên tảng đá lớn. Trong ngày đó, dân Bết-Sê-mết dâng của lễ toàn thiêu và sinh tế cho Chúa. Sau khi năm vua Philippines nhìn thấy mọi việc thì họ trở về Ekron nội ngày đó. Người Philippines đã gửi các mẫu phù thủng vàng làm của lễ chuộc lỗi cho Chúa. Mỗi mẫu vàng thay cho một trong các thị trấn sau đây: Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath và Ekron. Người Philippines cũng gửi 5 mẫu chuột cống vàng. Số chuột tương đương với số thị trấn nằm dưới quyền các vua Philippines, kể cả các thành kiên cố có vách và các làng mạc trong vùng quê. Tảng đá lớn mà họ đặt rương của Chúa ngày nay vẫn còn ở đó trong ruộng Giô-suê ở Bết-Sê-mết, nhưng ở đó không có thầy tế lễ nào. Và một số người dân ở Bết-Sê-mết nhìn vào rương của Chúa, cho nên Thượng Đế giết 70 người trong vòng họ. Dân cư Bết-Sê-mết kêu khóc vì Chúa giết họ. Họ bảo, ai đứng nổi trước mặt Chúa là Thượng Đế Thánh? Ai là người sẽ bị Ngài giết kế tiếp? Sau đó họ sai người đến dân Kiriath Jearim bảo rằng, dân Philippines đã trả rương của Chúa, hãy xuống mang về thành của các ngươi đi. Samuel nhất chương 7. Dân Kiriath Jearim xuống mang rương của Chúa về nhà Abinadab trên đồi. Họ làm thủ tục dọn ra thánh cho Eleasa con Abinadab để ông có thể canh giữ rương của Chúa. Chúa giải cứu dân Israel. Rương của Chúa ở Kiriath Jearim trong suốt 20 năm. Và dân Israel bắt đầu trở lại theo Chúa. Samuel nói chuyện với toàn dân Israel. Ông bảo, nếu các ngươi hết lòng trở lại cùng Chúa, các ngươi phải dẹp bỏ các thần ngoại quốc và tượng chạm Astoreth. Các ngươi phải hoàn toàn hiến mình cho Chúa và chỉ phục vụ Ngài mà thôi. Như thế Ngài mới giải cứu các ngươi khỏi tay người Philippines. Vậy dân Israel dẹp bỏ các tượng chạm Ba Anh và Astoreth và chỉ phục vụ Chúa mà thôi. Samuel bảo, tất cả dân Israel phải họp mặt tại Mít-ba để ta cầu nguyện cho các ngươi. Vậy toàn dân Israel họp lại tại Mít-ba, họ lấy nước từ đất và đổ ra trước mặt Chúa và cử ăn trọn ngày đó. Họ xưng tội, chúng tôi đã phạm tội cùng Chúa. Rồi Samuel làm quan án cho Israel tại Mít-ba. Nghe tin dân Israel
đã họp tại Mít-ba, nên các vua Philistine kéo đến tấn công. Khi dân Israel nghe tin dân Philistine kéo đến thì họ vô cùng hoảng sợ. Họ năn nỉ Samuel: "Xin đừng ngưng cầu nguyện với Chúa là Thượng Đế cho chúng tôi. Xin Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay người Philistine." Samuel liền bắt một con chiên con dâng nó lên làm của lễ toàn thiêu cho Chúa. Ông kêu xin Chúa cho dân Israel và Chúa đáp lời cầu nguyện của ông. Trong khi Samuel đang dâng của lễ thiêu thì quân Philistine kéo đến tấn công dân Israel. Nhưng Chúa làm sấm rền nghịch lại chúng. Chúng hoảng sợ đến nỗi đâm ra hỗn loạn. Cho nên dân Israel đánh bại dân Philistine trong trận đó. Người Israel đổ ra từ Mít-ba, rượt đuổi theo dân Philistine đến tận Bết-ca, giết vô số quân Philistine dọc đường. Hòa bình trở lại với Israel. Sau việc đó, Samuel dựng một tảng đá giữa Mít-ba và Sên. Ông gọi tảng đá đó là Eben-Ezer vì ông bảo: "Chúa đã giúp chúng ta đến chỗ này." Dân Philistine bị đánh bại và không còn dám xâm lấn đất Israel nữa. Chúa nghịch lại dân Philistine trọn đời Samuel. Trước khi dân Philistine chiếm các thị trấn của dân Israel, nhưng dân Israel lấy lại tất cả từ Ezron cho đến Gath. Họ cũng lấy lại từ tay dân Philistine đất đai quanh các thị trấn đó. Giữa Israel và dân Amorit được hòa bình. Suốt đời mình, Samuel làm quan án trên Israel. Mỗi năm ông đi đến Gilgal và Mít-ba để phân xử dân Israel trong các thành đó. Nhưng Samuel bao giờ cũng trở về Rama nơi nhà mình. Ở đó ông phân xử dân Israel và xây một bàn thờ cho Chúa.